Trung Quốc đã vươn lên, trở thành một cường quốc công nghiệp. Nhưng sự phát triển thần tốc này cũng đi kèm với nhiều thách thức từ bất ổn lao động, bất bình đẳng thu nhập đến ô nhiễm môi trường trầm trọng. Liệu Trung Quốc có thể vượt qua những khó khăn này để tiếp tục phát triển bền vững? Dù gặp nhiều khó khăn trong vấn đề cải cách nông thôn và chính sách dân số, tuy nhiên, nhìn tổng thể, những tác động của chương trình hiện đại hóa thật sự ấn tượng. Mức sống của đại đa số dân cư đã được nâng cao đáng kể, trong khi một thập kỷ trước, người dân Trung Quốc bình thường phải chật vật để sở hữu một chiếc xe đạp, radio, đồng hồ, thì đến cuối những năm 1980, nhiều người đã có thể mua sắm đầu video, tủ lạnh và TV màu. Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cũng mang đến những thách thức riêng, áp lực lạm phát, lòng tham, sự đố kỵ, tham nhũng gia tăng. Và quan trọng nhất, những kỳ vọng ngày càng lớn, giới trẻ đặc biệt bất mãn với những hạn chế trong việc làm và cơ hội du học, sự thất vọng lan rộng, đặc biệt ở các thành phố lớn, nơi lối sống xa hoa của quan chức và giá cả leo thang đã gây ra sự xa lánh, hoài nghi trong xã hội, để cho các cuộc biểu tình lớn năm 1989. Từ những năm 1990, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao khi nguồn vốn nội địa ngày càng dồi dào, cạnh tranh với sự hiện diện ngày càng tăng của các doanh nghiệp nước ngoài. Chính phủ cuối cùng đã nhận ra sự cần thiết phải đóng cửa nhiều doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, và vào đầu thế kỷ mới, khu vực tư nhân với sự khuyến khích chính thức đã đóng góp hơn 10% tổng sản phẩm quốc nội. Thị trường chứng khoán mở cửa cùng với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2011, vị thế của Trung Quốc trên thị trường quốc tế đã được cải thiện vượt bậc. Hiện nay, Trung Quốc sở hữu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất. Ngay cả cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng không thể ngăn được bước chân của Trung Quốc. Quốc gia này nhanh chóng phục hồi sau sự sụt giảm đột ngột nhu cầu hàng hóa từ các nước vẫn đang chìm trong suy thoái. Nhờ những tiến bộ này, Trung Quốc hiện sở hữu một tầng lớp trung lưu đông đảo và ngày càng thịnh vượng, cùng với một thị trường nội địa đang bùng nổ cho hàng tiêu dùng. Hơn 80% dân số thành thị Trung Quốc hiện nay sở hữu TV màu, tủ lạnh, 1/3 sở hữu nhà riêng và gần như tỷ lệ tương tự có máy điều hòa. Đối với những người giàu có hơn, ô tô cá nhân ngày càng trở nên khả thi, và vào năm 2010, lần đầu tiên doanh số bán xe tải Trung Quốc vượt qua Hoa Kỳ. Tuy nhiên, như các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận thấy, thay đổi kinh tế nhanh chóng không bao giờ đến mà không có những hệ lụy. Việc đóng cửa các nhà máy quốc doanh dẫn đến hàng triệu công nhân bị sa thải mỗi năm, và khu vực tư nhân mặc dù tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, ban đầu đã gặp khó khăn trong việc tiếp nhận họ. Việc giảm tỷ lệ sinh gần đây đã phần nào giảm bớt vấn đề thất nghiệp, nhưng mức lương cao hơn đã dẫn đến sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường xuất khẩu từ các quốc gia có mức lương thấp hơn ở Nam và Đông Nam Á. Chiến lược mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã áp dụng để thúc đẩy hội nhập vào thị trường quốc tế đang dần bị đảo ngược. Đồng thời, điều kiện làm việc kém và mức lương thấp trong các nhà máy Trung Quốc đã dẫn đến những đợt bất ổn lao động định kỳ. Một ví dụ điển hình là nữ công nhân trong các nhà máy đã bị những vấn đề về da, phải ngâm tay trong nước sôi trong nhiều giờ mỗi ngày khi sản xuất hàng dệt may. Các vụ tai nạn khai thác ở miền Bắc Trung Quốc đã gây ra cái chết và thương tích cho hàng ngàn công nhân, trong khi xây dựng nhà máy kém chất lượng đã dẫn đến cháy nổ, khiến công nhân thiệt mạng ở các thành phố công nghiệp phía Nam. Trong bối cảnh không có công đoàn độc lập, công nhân gần như không có khả năng đấu tranh cho các điều khoản an toàn tại nơi làm việc. Sự bất mãn cũng gia tăng ở nông thôn, nơi nông dân chỉ kiếm thu nhập được khoảng một nửa so với đồng nghiệp thành thị. Chính phủ đã cố gắng tăng giá mua chính thức cho ngũ cốc, nhưng đã rút lại quyết định khi nó trở nên quá đắt. Việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đã được chào đón với sự lạc quan lớn, nhưng đã mang lại ít lợi ích cho nông dân đối mặt với thách thức từ hàng nhập khẩu nước ngoài giá rẻ, thuế và tham nhũng địa phương làm trầm trọng thêm những bất bình của họ, và việc tịch thu đất đai của chính phủ hoặc các quan chức địa phương là một nguyên nhân chính gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng nông thôn. Trong tuyệt vọng, hàng triệu người Trung Quốc nông thôn đã di cư đến các thành phố lớn, nơi nhiều người trong số họ không thể tìm được việc làm ổn định và buộc phải sống trong điều kiện thấp trong các khu nhà ở đông đúc hoặc ở vùng ngoại ô rộng lớn. Một luật cải cách ruộng đất mới được thông qua vào năm 2018 cho phép nông dân cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mặc dù về nguyên tắc tất cả đất đai ở khu vực nông thôn vẫn thuộc về chính quyền địa phương. Trong những năm gần đây,
nhiều nhà phê bình đã cáo buộc rằng các nhà máy Trung Quốc có khả năng bán sản phẩm ra nước ngoài với giá rẻ là do trả lương thấp cho công nhân và thường bắt họ làm việc trong điều kiện tồi tệ. Ngành công nghiệp hàng dệt may, một trong những ngành xuất khẩu cao cấp của Trung Quốc, là một minh chứng rõ ràng. Tại một nhà máy, các nữ công nhân phải làm việc 10 tiếng mỗi ngày, tay ngâm trong nước sôi, đôi tay rợp của họ là bằng chứng cho thấy sự gian khổ và đau đớn của công việc này. Một yếu tố khác cản trở sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc là những tác động tiêu cực đến môi trường. Với dân số không ngừng tăng, đất đai màu mỡ ngày càng trở nên khan hiếm, dân số Trung Quốc đã tăng gấp đôi, trong khi diện tích đất tưới tiêu chỉ còn 2/3. Xói mòn đất là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt ở phía Bắc, nơi sa mạc đang lấn chiếm đất nông nghiệp và có tới 1/6 tổng diện tích đất canh tác trong cả nước bị ô nhiễm. Tình trạng khan hiếm nước cũng là một thách thức. Kế hoạch đầy tham vọng nhằm vận chuyển nước bằng kênh đào từ sông Dương Tử đến các tỉnh phía Bắc đã vấp phải nhiều khó khăn. Một dự án lớn khác về xây dựng đập trên sông Dương Tử đã gây ra sự phản đối từ các nhà môi trường và cộng đồng dân cư, buộc phải di dời. Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc cao gấp 10 lần so với Hoa Kỳ, làm gia tăng các mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi mỗi năm có hơn 700.000 ô tô, trong khi các biện pháp kiểm soát khí thải của các phương tiện này chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của phương Tây. Nhằm giảm ùn tắc giao thông, Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới đường sắt cao tốc rộng khắp kết nối tất cả các khu vực chính trong cả nước. Tuy nhiên, một số tai nạn nghiêm trọng đã đặt ra câu hỏi về sự an toàn của hệ thống đường sắt này. Tóm lại, sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc công nghiệp là một câu chuyện đầy ấn tượng, nhưng cũng không kém phần phức tạp. Đằng sau những thành tựu kinh tế đáng kinh ngạc là những thách thức lớn về bất bình đẳng xã hội, điều kiện lao động khắc nghiệt và môi trường bị tàn phá. Trung Quốc đang đứng trước ngã ba đường, phải lựa chọn giữa tiếp tục tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá hay hướng tới một mô hình phát triển bền vững hơn, đặt con người và môi trường lên hàng đầu.